Lại nữa, mỗi mỗi tháp đó dùng vô lượng tràng hoa thượng diệu, hương bột hương xoa, y phục anh lạc, cờ đèn hương hoa, các loại chân kỳ kỹ nhạc đèn sáng vân vân, đến vô lượng tháp cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen kiểu thi ca các thiện nam thiện nữ vân vân này. Thấy các điểm mộng lành như vậy thì trong lúc ngủ hay thức, thân tâm đều được an lạc, được các thiên thần vân vân cho thêm năng lực, làm người kia tự nhiên cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Do nhân duyên này nên không tham đắm nhiều trong việc ăn uống, thuốc men, y phục, ngoại cụ. Đối với bốn loại cúng dường đó, tầm thường coi nhẹ. Dục như thầy du già nhập vào định thắng diệu, nhờ sức mạnh của định thấm nhuần thân tâm xuất định rồi, tuy gặp thức ăn ngon nhưng trong lòng vẫn coi thường. Đề cũng vậy. Vì sao? Kiểu thi ca. Vì các thiện nam thiện nữ vân vân này được đầy đủ oai đức thần lực của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng sắc, thành văn Bồ Tát, trời rồng dược xa Atula vân vân ở 3.000 đại thiên quốc độ và mười phương thế giới khác từ bi hộ niệm, dùng năng lực vi diệu truyền vào thân tâm, làm cho người ấy ý chí dũng mãnh, thân thể cường tráng. Kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn được các công đức lợi ích thù thắng hiện tại như vậy, thì nên phát tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này. Trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép, giảng giải, tuyên thuyết, lưu truyền rộng rãi. Kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, tuy không lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, tuyên thuyết rộng rãi cho các hữu tình, nhưng chỉ viết chép dùng các báu trang sức, lại đem vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, thì cũng không đạt được các công đức lợi ích thù thắng như trên đã nói. Vì sao? Kiểu thi ca, vì các thiện nam thiện nữ vân vân này có thể làm lại lạc khắp vô lượng vô biên hữu tình. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đem tâm tương ứng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép, giảng giải, tuyên thuyết, điều truyền rộng rãi, lại mang các loại tráng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng để cúng dường, thì các thiện nam thiện nữ vân vân này sẽ gặt được vô lượng vô biên phước đức hơn các hiếu tình trọn đời, dùng vô lượng thức ăn, nước uống, y phục, quả cụ, thuốc men và các vật dụng riêng để cúng dường chư Phật, Bồ Tát và chúng thanh văn ở tất cả mười phương thế giới, cũng hơn người dùng bảy báu thượng diệu xây tháp cúng dường xá lợi của Phật và đệ tử sau khi niết bàn, đem vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng trọn đời cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Kiểu thi ca, vì chư Phật và chúng đệ tử ở mười phương đều nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy mà sanh trưởng,